Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, qua những ngày cao điểm rét đậm rét hại, hôm nay thì Bắc Bộ đã ấm hơn bởi trưa và chiều trời hửng nắng. Thời tiết khá đẹp với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 26 độ. Với khu vực Bắc Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 14,7 đến 18 độ và cao nhất là từ 21 đến 24 độ, tăng từ 0,5 đến 1,5 độ so với hôm qua. Riêng Trung Du và vùng núi là từ 22,5 cho đến 24,5 độ. Thời tiết trên toàn khu vực sẽ duy trì như thế này. Đến đêm ngày 6 tháng 1 trở đi, dự báo sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 16 đến 19 độ và cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Các dịch chuyển vào phía Nam thì thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhiều. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên phổ biến là từ 17 đến 20 độ và cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, thời tiết khá nóng bởi nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Trên biển đêm nay, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cụ thể, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16-22 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 15-23 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17-22 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ 15-21 độ, độ ẩm 90-95%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.